Samuê nhất đoạn 31 Bây giờ dân Philippines giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philippines và nhiều người trong bọn bị vít chết ngã xuống trên núi Ginboa. Dân Philippines hăng rực theo Sauler cùng con trai người giết Jonathan, Abinadab và Mankisua là các con trai của Sauler Thế trận dữ dội cho Sauler Những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương sao lơ nói cùng kẻ vắt binh khí mình rằng hãy rút gươm ngươi đâm ta đi kẻo những kẻ không chỉ các bị kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng nhưng kẻ vắt binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm sao lơ bèn lấy gươm và sắn mình trên mũi nó khi kẻ vắt binh khí của sao lơ thấy người chết bèn cũng sắn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy, trong ngày đó, sau lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người, và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Jordan thấy đạo binh Israel chạy trốn. Sau lơ và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi, nên nổi dân Philippines đến ở đó. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết thấy sao lơ và ba con trai người nằm sải trên núi ginh boa chúng cắt đầu sao lơ lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân philippines trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự chúng để binh khí của sao lơ tại trong đền thờ ác tặc tê và treo xác người vào tường thành bethsan nhưng khi dân sự yabe ở gala hai điều dân philippines đã làm cho sao lơ thì những người dũng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm gỡ lấy xác của sao lơ và của con trai người khỏi tường thành bếp sang rồi họ trở về gia bê thiêu đốt các thay tại đó lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần gia be và kiên ăn trong bảy ngày